Các bạn đang nghe podcast King Share Space, chia sẻ thông tin tài chính. Trung Quốc đẩy mạnh đổi trái phiếu chính phủ Mỹ lấy vàng Nga. Bối cảnh kinh tế và chính trị toàn cầu. Trung Quốc và Nga đã phát triển mối quan hệ kinh tế và chính trị chặt chẽ hơn trong những năm gần đây, đặc biệt trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Trung Quốc và phương Tây, đặc biệt là Mỹ. Việc Trung Quốc chuyển đổi trái phiếu chính phủ Mỹ sang vàng Nga phản ánh một chiến lược quan trọng nhằm giảm bớt sự phụ thuộc vào đồng đô la Mỹ và các tài sản có liên quan đến Mỹ. Căng thẳng Mỹ-Trung và Mỹ-Nga. Mỹ đã áp đặt nhiều biện pháp trừng phạt kinh tế lên Nga từ khi xảy ra các sự kiện như xung đột ở Ukraine. Đồng thời, mối quan hệ thương mại và công nghệ giữa Trung Quốc và Mỹ cũng rơi vào tình trạng căng thẳng. Điều này khiến cả Trung Quốc và Nga có động lực hợp tác để chống lại sự chi phối của đồng đô la Mỹ trong hệ thống tài chính toàn cầu. Tại sao Trung Quốc chuyển đổi trái phiếu Mỹ sang vàng Nga? Giảm phụ thuộc vào đồng đô la Mỹ. Trái phiếu chính phủ Mỹ là một trong những tài sản dự trữ chính của các quốc gia, nhưng cũng phụ thuộc vào sự ổn định của nền kinh tế Mỹ và đồng đô la Mỹ. Khi Mỹ tiếp tục áp dụng chính sách trừng phạt và chiến tranh thương mại với nhiều quốc gia, Trung Quốc có lý do để lo ngại về sự phụ thuộc quá mức vào tài sản Mỹ. Vàng, trong khi đó, là một loại tài sản an toàn, phi chính trị và không phụ thuộc vào một quốc gia nào. Bằng cách đổi trái phiếu chính phủ Mỹ sang vàng Nga, Trung Quốc đang cố gắng bảo vệ giá trị tài sản dự trữ của mình khỏi những rủi ro về tài chính và chính trị. Tăng cường dự trữ vàng. Vàng từ lâu đã được xem là một phương tiện bảo đảm giá trị trong thời kỳ bất ổn. Trung Quốc đã tăng cường dự trữ vàng để đa dạng hóa nguồn tài sản và tránh sự phụ thuộc vào ngoại tệ mạnh như đô la Mỹ. Việc mua vàng từ Nga cũng giúp Trung Quốc tăng cường nguồn dự trữ vàng, tạo ra một mạng lưới an toàn trong hệ thống tài chính của họ. Thúc đẩy quan hệ kinh tế Nga-Trung. Nga hiện là một trong những nhà sản xuất vàng lớn nhất thế giới. Bằng cách mua vàng từ Nga, Trung Quốc không chỉ củng cố mối quan hệ kinh tế mà còn giúp Nga vượt qua các biện pháp trừng phạt của phương Tây. Điều này tạo ra một sự liên kết chặt chẽ hơn giữa hai nền kinh tế lớn nhất và đang lên của thế giới. Ảnh hưởng đối với hệ thống tài chính toàn cầu. Suy giảm vị thế của đô la Mỹ. Việc Trung Quốc chuyển đổi trái phiếu Mỹ sang vàng có thể là một tín hiệu về sự suy giảm vị thế của đồng đô la Mỹ trong hệ thống tài chính toàn cầu. Nếu nhiều quốc gia khác theo đuổi chiến lược tương tự, điều này có thể gây áp lực lớn lên đồng đô la Mỹ và làm giảm ảnh hưởng của Mỹ trên thị trường tài chính quốc tế. Tăng giá trị của vàng. Những động thái mua vàng lớn từ các nền kinh tế như Trung Quốc và Nga có thể dẫn đến sự tăng giá của kim loại quý này. Vàng có xu hướng tăng giá trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế và bất ổn chính trị, và với việc Trung Quốc gia tăng dự trữ vàng, điều này có thể làm gia tăng sự quan tâm của các nhà đầu tư toàn cầu đối với vàng. Tác động đối với thị trường tài chính Trung Quốc. Bảo vệ nền kinh tế trước rủi ro toàn cầu. Trung Quốc đã chịu nhiều áp lực từ sự biến động của thị trường toàn cầu, đặc biệt khi cuộc chiến thương mại với Mỹ diễn ra. Việc chuyển đổi tài sản từ trái phiếu Mỹ sang vàng Nga giúp Trung Quốc giảm thiểu rủi ro trong trường hợp có thêm các đòn trừng phạt kinh tế từ Mỹ hoặc biến động trên thị trường tài chính quốc tế. Thúc đẩy nền kinh tế tự chủ. Chiến lược này có thể giúp Trung Quốc gia tăng sự độc lập trong hệ thống tài chính của mình. Bằng cách giảm bớt sự phụ thuộc vào tài sản Mỹ và đồng đô la Mỹ, Trung Quốc có thể xây dựng một hệ thống tài chính độc lập hơn, ít chịu ảnh hưởng từ các chính sách của phương Tây. Những thách thức và rủi ro. Rủi ro liên quan đến Nga. Mặc dù Trung Quốc và Nga có mối quan hệ ngày càng gần gũi, nhưng việc phụ thuộc quá mức vào vàng từ Nga cũng đặt Trung Quốc vào một vị trí rủi ro nếu mối quan hệ này có sự thay đổi. Nga hiện vẫn chịu nhiều biện pháp trừng phạt từ phương Tây, và việc phụ thuộc quá nhiều vào vàng Nga có thể khiến Trung Quốc đối mặt với một số vấn đề trong tương lai. Phản ứng từ Mỹ và phương Tây. Việc Trung Quốc bán trái phiếu chính phủ Mỹ và chuyển sang vàng có thể gây ra phản ứng từ phía Mỹ. Mỹ có thể áp dụng các biện pháp trừng phạt tài chính hoặc thương mại nhằm vào Trung Quốc để hạn chế chiến lược này. Điều này có thể làm gia tăng căng thẳng giữa hai siêu cường kinh tế. Việc Trung Quốc đẩy mạnh đổi trái phiếu chính phủ Mỹ lấy vàng Nga là một phần trong chiến lược dài hạn nhằm giảm bớt sự phụ thuộc vào đồng đô la Mỹ và tăng cường vị thế của nước này trong hệ thống tài chính toàn cầu. Điều này có thể ảnh hưởng đến hệ thống tài chính toàn cầu, làm giảm sức mạnh của đồng đô la Mỹ và thúc đẩy sự phát triển của các tài sản an toàn như vàng. Tuy nhiên, cũng tồn tại nhiều rủi ro liên quan đến sự phụ thuộc vào Nga và phản ứng từ phương Tây.